nuôi sầu riêng. Ở một mình út có buồn không? Không có buồn là không có. Hello hello, xin chào mọi người. Hôm nay em có mua được hai trái sầu riêng khổ qua nha. Đây, hai trái nhỏ nhìn dễ thương không? Giờ em sẽ đập hộp hai trái sầu riêng khổ qua. Út ơi, Út đang làm gì đó? Út đang khui hàng, là đang khui hàng, khui trái sầu riêng. Út ở một mình, Út có buồn không? Út không có buồn là không có buồn, không có buồn là không có buồn. Út ơi, Út đang làm gì đó? Út đang khui sầu riêng. Út khui sầu riêng là Út khui sầu riêng, khui sầu riêng là khui sầu riêng. Này, nó cũng chín rồi nha mọi người. Sầu nên, riêng gì mà trái nó xíu vậy? Nên cũng dễ khui lắm. Này là sầu riêng khổ qua. Thấy ở trên mạng bán nè, thấy là lạ nên mua thử coi. Coi ai ăn vậy có ngon không nữa. Để em khui. Thơm nghe quý vị. Nhưng mà mùi nó muối nó không sao, không biết mùi nó sao. Mùi vị hay sao không biết. Chưa biết nha. Thơm quá. Này chín tới luôn rồi đó. Nào, coi nè. Chín tới. Chất mô. Nó chín quá rồi, rớt luôn. Bà tàn bỏ thì vô coi. Trời ơi, một muỗng. Này chín tới chín hơn. Hai muỗng. Ngon. Nó không biết ngọt không? Chưa biết. Hai. Hai bốn năm sáu mốt bỏ muối nó chắc nhưng mà cái này nó chín quá à. Cái này chín quá. Thơm là có thơm nha quý vị. Này chín tới chín rồi. Chín muộn hay là cái kiểu sầu riêng nó như vậy không biết. Cảm ơn. Út mới khui ra được trái sầu riêng rồi đó mọi người. Giờ Út khui tiếp trái sầu riêng thứ hai nha. Út ơi, Út đang làm gì đó? Út đang khui sầu riêng là đang khui sầu riêng, đang khui sầu riêng là đang khui sầu riêng. Út khui sầu riêng rồi Út có ăn không? Út không có ăn là không có ăn. Út chỉ khui ra cho nhà ăn thôi. Út không có thích ăn sầu riêng. Chỉ khui dùm cho nhà ăn thôi. Đây. Thêm một trái. Đấy ha, mình thấy đã không? Thơm nha quý vị ơi. Sầu riêng khổ qua. Út khui tiếp trái thứ hai nha. Đây. Tiếp tục. Để Út bèo mang bao tay vô nha. Để Út cho vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi Út tách nó ra nha. Đây một muỗng nè. Út tách nó ra nè. Đó. Để hai trái riêng biệt nha. Để biết.
Út khui sầu riêng là út khui sầu riêng. Khui tiếp tục. Hai trái tính ra cũng nhiều muối nha. Muối tí, muối nhỏ nhỏ, muối tí nè. Muối này nhiều muối nha mọi người. Úp nó ra vậy nè, cái tự động nó ra luôn á mọi người ơi. Úp không cần làm gì luôn á. Đây tiếp tục nha, đó muối này có quá. Để chọt nó vô coi, Út đang chọt sầu riêng là Út đang chọt sầu riêng. Đây cuối cùng cũng đã hoàn thành xong hai trái sầu riêng được như đây nghe quý vị. Giờ Út sẽ ăn thử nha mọi người. Út sẽ review sầu riêng khổ qua. Đây Út thử ăn một muối nha. Nãy giờ tôi ra được như đây nha. Sầu riêng khổ qua. Ăn thơm sầu riêng chứ không có thơm mùi khổ qua nha mọi người. Vị cũng béo béo nhưng mà nó không có ngọt 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 gắt lắm, béo béo thơm thơm mùi sầu riêng ngon. Cái này Nam mua 1 ký là 35k, mua bên quận 7 ship qua nhiêu biết không, 20.000. Hai trái này là 130.000 nè. Hai trái này là 104.000 nha mọi người. Cũng béo ngon. Giờ Út ăn sầu riêng nha, mà mọi người cùng ăn với Út. Út ăn sầu riêng là Út ăn sầu nha. Nhưng mà hộp sầu riêng này nó hơi bự tí xíu nha mọi người, không bằng sầu riêng nhưng mà rất là thơm béo. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip. Bye bye. Bye bye, tạm biệt mọi người.